Mời quý vị cùng tham gia chương trình Cửa sổ tình yêu. Các chuyên gia tâm lý và y tế của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với quý vị. Hãy gọi tới số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần để được thiết kế một cuộc tư vấn miễn phí. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, như đã hẹn với quý vị khán thính giả, chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau. Chương trình Cửa sổ tình yêu do Trung tâm Truyền thông Thanh Thiếu Nhi Trung ương Đoàn tổ chức sản xuất, được phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc 10 giờ đến 10 giờ 45 phút sáng Chủ nhật hàng tuần và được phát lại vào 22 giờ 30 phút cùng ngày. Ngoài ra, chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi với phiên bản có hình cũng được phát trên các nền tảng mạng xã hội và hy vọng là quý vị khán thính giả sẽ nhấn nút theo dõi kênh của chúng tôi để được thông báo về chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị, chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải và Thành Văn người dẫn chương trình. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nghệ An. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Nghệ An. Alo ạ. Tôi đang nghe bạn nói đấy, câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ. Là xin chào các chuyên gia. Rồi. Em là từ Nghệ An. Em năm nay 37 tuổi. Ừ. Kết hôn đã được 14 năm rồi ạ. Nhưng mà em thấy trong hay nhắn tin với cả cái bạn nữ ấy. Thế à? À, không phải là một bạn đâu mà vài ba bạn. Em cũng phát hiện và có nói nhưng mà có xin lỗi nhưng mà sau đó với lại cứ tiếp tục. Chắc là do em chưa có một cái sự gắn bé hoặc là cái gì đó nhưng mà thấy là chồng cứ tại đi tại lại đấy. Thì em muốn hỏi chuyên gia là có cách nào đúng không ạ? Rồi, lấy chồng lấy nhau 14 năm đúng không? Vâng. Bạn phát hiện chồng mình hay nhắn tin cho các bạn gái nữ. Ngoài cái nhắn tin ra thì anh ấy còn có biểu hiện gì bất thường nữa không? Em thấy là mới nhắn tin thôi. Hôm nay nhưng thử gọi là xa hơn thì là mình không được phát hiện. Thế à? Nhắn có tình cảm yêu đương hay là có những cái gì nó cảm thấy là không minh bạch và công khai không? Tình cảm yêu đương anh ạ. Tình cảm ví dụ như là với các cô gái hàng ngày, ví dụ như là sáng nay trong làm gì tính tối nay đã làm gì rồi đó. Đúng không, sáng nay thì làm gì rồi, ăn sáng chưa, ăn trưa chưa, đúng không? Mặt có hàng chục cô khác nhau à? Cũng đến là chục nhưng mà vài ba cô đấy. Rồi, thế là chồng mình bao nhiêu tuổi, đang làm nghề gì vậy? Chồng em là 43 tuổi. Đang đi làm là bán hàng đấy. À, rồi. Thực ra bán hàng thì cũng nhiều mối quan hệ, mà đặc biệt là cái món hàng ấy nó lại phù hợp với giới nữ thì hoặc là các bạn gái khác thì có thể là khách hàng, có thể là đầu mối để mở rộng cái việc bán hàng của mình, thì cái chuyện nhắn tin cũng mà cũng đặc biệt là mình có thể theo dõi được các cái tin nhắn của anh ấy, thì là thực ra là anh ấy cũng không muốn che giấu, chứ còn đối với mọi người thì cái việc điện thoại cá nhân thì hầu như là người khác không thể đọc được những cái tin nhắn đó, đúng không? Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào Nghệ An nhé. À vâng, chào bạn ạ. Mình có mấy cháu rồi? Dạ, hai cháu rồi ạ. Rồi, bây giờ thì công việc của mình là làm cái gì? Hay là cũng kinh doanh cùng với chồng? Dạ, em cũng muốn bạn nhưng mà khác với chồng, em làm riêng. Tức là mỗi người một lĩnh vực đúng không? Cũng kinh doanh. Vâng. Thế mình để ý ông cứ nhắn tin cho một ngày hàng vài ba bốn cô và những lúc nào? Tức là ông ấy rảnh rỗi ông ngồi nhắn tin cho mình đi qua, mình đứng ở đằng sau mình rình mình thấy à, hay là ông ấy tắm ở trong nhà rồi mình lấy điện thoại và mình kiểm tra. Em kiểm tra thì thấy là ví dụ như đi làm nó nhắn thì về nhà
trước khi về nhà là xã. Vâng, nhưng mà cứ hết cô này rồi lại đến cô khác, chứ không phải là một ngày nhắn đến ba bốn cô mà cứ hết cô này rồi lại đến cô khác vậy. Nói chung là thế này này, không sợ nhắn tin mà sợ rằng người ta còn không thèm nhắn tin nữa. Loáng một cái thấy đi đâu, gọi điện thì toàn tắt máy. Thế rồi có những cái cuộc gọi bất ngờ bất thường, đang ăn cơm với vợ với con mà thấy có tin nhắn có điện thoại, thế là xách xe ra đi, ra khỏi nhà là không biết đi đâu nữa. Hoặc là có rất là nhiều những thứ khác mà mình cảm nhận thấy bất thường. Chứ còn thì một ngày mà nhắn tin cho vài ba người thì ví dụ như là anh Đoàn có tuổi rồi, anh cũng nhắn cho 7-8 người cơ. Người thì là học trò cũ, người thì là đồng nghiệp cũ, người thì đồng nghiệp mới, rồi thậm chí có người là khách hàng như mình ấy, tư vấn xong rồi xin số điện thoại thỉnh thoảng nhắn, anh cũng hỏi thế dạo này cuộc sống thế nào, khỏe không, có sinh thêm em bé nào nữa không. Thật ra thì vui vẻ xã giao thôi chứ không có cái gì, đúng không? Cho nên một, 37-38 tuổi rồi, vợ chồng lấy nhau có hai đứa con rồi, hai người cùng làm ăn lại còn làm độc lập nữa, thì mình cũng không cần quá để ý đến cái việc là anh ấy dành cái thời gian gọi là để nhắn tin cho những ai. Còn nếu thật sự muốn biết để mà nói cho nó có hiệu quả ấy, thì mình phải khai thác thêm thông tin. Thôi thì rình rập rồi theo dõi như thế nào đấy thì tùy. Nhưng mà phải biết rằng là nhắn tin, chẳng hạn đây là ví dụ thôi, nhắn tin rất là tình cảm, hỏi rằng đấy hôm qua anh em mình gặp nhau như thế, em thấy thế nào, anh vui quá, ước gì hai ta về chung một nhà, em rất là thú vị, trả bù cho con vợ anh, ví dụ như thế. Những cái gì đấy mà mình có thể nói mà ông ấy, ông nhận ra tôi chết rồi, anh sai rồi, anh xin lỗi, anh thề. Thế lúc ấy thì mình mới có cái biện pháp nó mạnh được. Thế còn bây giờ mình chỉ có nhắc không là sao cứ nhắn tin điện thoại, sao lại nhắn hết cho người nọ người kia. Thà là nhắn cho nhiều người như thế nghe có vẻ còn an toàn hơn là bao nhiêu năm nay chỉ có một cái cô nào đó nhá. Còn thì mình chưa có những cái gì chắc chắn ở trong tay mà nói vu vơ. Thế là đây là ông xã nhà mình cũng dạng hiền lành ấy, chưa đâu vào đâu cũng đã xin lỗi rồi. Chứ ông bảo là thế nhắn tin thì có cái gì đâu, đây toàn là người thân, người quen, người khách hàng vân vân. Thế là một thì lờ nó đi. Cuộc sống của chúng ta mình tập trung vào làm vào ăn, lo cho gia đình, lo cho các con. Bản thân mình cũng rỗi rãi thì chăm sóc bản thân, thể dục thể thao. 37-38 rồi bắt đầu nó cũng hơi đã đến lúc mình phải chăm sóc bản thân cho nó gọi là chống xuống cấp nhá. Thế rồi rảnh rỗi nữa mình cũng nhắn tin, mình cũng lên lướt TikTok, cũng lại Facebook, cũng lại đăng gì đấy, vừa là tương tác với khách hàng của mình, vừa là cũng làm cho cuộc sống nó vui. Thay vì cứ đi nhòm người khác xem ông ấy nhắn tin cho những ai, nhắn cái gì, thì mình hãy tập trung vào cái công việc của mình. Ở đây thật ra đúng là với những cái người vợ mà người ta không thèm để ý thì người ta chả biết ông ấy nhắn cho những ai đâu. Đây chẳng qua là do mình để ý thì mình mới biết được, đúng không? Bởi vì nó không ảnh hưởng gì tới cuộc sống gia đình. Ông vẫn đi làm rồi, vẫn về rồi, vẫn đưa tiền rồi, cũng có trách nhiệm với con với cái, vợ chồng vẫn thấy không có cái gì gọi là đột biến xảy ra thì cứ kệ nó. Còn nếu thật sự bất an cần phải tìm đến cùng để có cái biện pháp nó đủ mạnh thì hãy lập kế hoạch để có được những cái bằng chứng hay có được những cái gì đấy nó chắc chắn hơn thì bắt đầu núp cháy ta mới làm việc với anh ấy nhá. Bạn đã nghe rõ rồi chứ? Vâng. Chào bạn nhé. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Rõ ràng là trong cái cuộc sống của chúng ta thì rất nhiều điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Và tôi thấy kỳ lạ là nhiều cặp vợ chồng, đặc biệt là các bà vợ, rất hay xăm soi cái điện thoại của chồng. Mà là điện thoại thì nó mang tính chất cá nhân nhiều hơn, đúng không ạ? Kể cả là vợ chồng thì ít nhất cũng chúng ta mỗi người phải có một cái không gian riêng tư. Nhiều khi nhắn cho ai đó là cứ chăm chăm đi phá cái khóa điện thoại của chồng để đọc trộm. Tôi thấy hành vi này không phải là tốt. Vâng, tại vì tôi cũng là phụ nữ mà. Vâng. Cho nên là tôi thực ra là tôi rất thông cảm với cái bạn này.
bạn ấy luôn luôn có cái sẵn sàng ở trong cái tư thế để bảo vệ gia đình của mình. Và thực ra không phải tự nhiên bạn làm thấy đâu, bạn ấy thấy có nhiều những cái hành vi bất thường thì bạn ý mới làm như vậy. Nếu tôi là bạn ý mà tự nhiên chồng tôi lại nhắn cho một người khác, lại hỏi là vợ chẳng hạn, hay người khác lại nhắn cho chồng mình lại gọi là chồng chẳng hạn, một cái từ mặc dù là rất nhiều các bạn trẻ hiện nay gọi nhau như thế, nhưng mà không, nếu là người bình thường ý, mối quan hệ bình thường chẳng ai người ta nhắn như thế. Thế cho nên là cái việc bạn ý phải chuẩn bị để xù lông lên, để chĩa gai ra để bảo vệ gia đình nhà mình, thực ra nó cũng là một cái nhu cầu tự nhiên. Tuy nhiên thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh Đoàn, tức là mình đừng có quá mặc định là như thế là ngoại tình, như thế là có lỗi, như thế là có nguy cơ. Mình đừng có đánh giá nhiều những cái việc nó quá lên như thế. Mà cái quan trọng nhất là em hãy nâng cấp bản thân mình, như anh Đoàn anh nói, để làm sao chồng em phải theo dõi em ý, chồng em phải sợ em ý. Chứ còn bây giờ em cứ sống trong sợ hãi, suốt ngày em đi lo cho người khác, lo cho chồng mình như thế thì nó mệt mỏi lắm. Dạ vâng. Rõ ràng là cái việc phát hiện ra chồng hoặc vợ ngoại tình thì không chỉ thông qua vài tin nhắn, đúng không anh Đoàn? Tôi cũng vẫn hay nói với các chị em ấy rằng là khi mà mình còn thấy ông ấy hí húi, ông nhắn tin cả đêm với cái người kia, thế xong rồi nhắn một tin đi lại hồi hộp chờ đợi, nghĩa là họ ấy chưa có gì lắm đâu. Còn đằng giai đoạn là thả thính với lại xã giao thôi, chứ đến cái lúc mà người ta không còn có tin nhắn nữa, mình theo dõi mình thấy dạo này không nhắn tin, hóa ra nó cứ thống nhất với nhau, cứ chiều thứ năm gặp rồi. Nhau ở chốt giờ chốt ngày chỗ trước nào rồi, đấy chẳng hạn. Không cần nhắn tin nữa đấy, thế thì cái đấy mới đáng sợ chứ. Còn nhắn sâu sợ gì lấy cái tin nhắn, đúng không? Và nhất là cái tin nhắn mà lại còn mình lại còn mở ra mình đọc được thì chứng tỏ là nó không có cái gì phải bí mật, chứ người ta cũng khôn chán, nếu mà nó có gì nhạy cảm ta xóa đi rồi. Đảm mình còn đọc được thì không có gì đáng sợ cả. Hy vọng là những cái chia sẻ vừa rồi của chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ giúp các ông chồng và bà vợ có cái cách nhìn nhận về việc bắt quả tang hay là phát hiện được chồng hoặc vợ mình có ngoại tình hay không. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 02438262625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Bắc Ninh ạ. Dạ, tôi đây ạ. Dạ vâng, chào bác ạ. Bác có băn khoăn điều gì ạ? Tôi nói thật với các bác như thế này, một năm nay trước thì tôi vẫn rất bình thường, nhưng một năm nay tôi nói thật là không lên được tí nào. Cái gì lên hả bác? Một năm nay cái bộ phận sinh dục tủ thôi mà không lên được tí nào. Thế à? Hôm nay tôi 67 tuổi ạ. Dạ, thế là sáng nay bác có làm tí men men không đấy? Tôi thì rượu bia thì không bao giờ tôi uống. À. Tôi không chịu, đám cưới không chịu. Tôi mọi khi tôi khỏe lắm các bác ạ. Dạ vâng. Mọi khi khỏe, nhưng bây giờ là nó xuống xế chiều rồi, 67 tuổi đúng không ạ? Vâng. Có bệnh tật gì không ạ? Dạ tôi thì chẳng có bệnh tật gì, đi khám đâu cũng thế, Hà Nội Bạch Mai đi đâu cũng thế. Thế à? Khỏe mà. Bây giờ là không... Tự nhiên là nó tụt hẳn như thế. Khỏe mà cái chỗ ấy là tụt thì nói chuyện gì là khỏe nữa mà bác. Thế là không khỏe rồi. Còn khỏe nó phải khỏe tất cơ mà. Đúng không? Còn một chỗ đã yếu thì tức là không khỏe tổng thể rồi. Vâng, không biết thế nào mà một năm nay hay là tôi tại... Hay là tôi xin phép các bác, hay là tại từ khi mà bắt được vợ tôi nó cặp bồ, và cho nên là tôi nghĩ gì mà nó tôi nghĩ mà nó không lên được. Rồi, thế là vợ bác năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Vợ tôi 61. Thế năm nay là 61, năm nay là 63, 64 rồi. Rồi, thế bà ấy 63, 64 là đi cặp bồ với ai đấy ạ? Cặp bồ với ông hàng xóm tôi bắt được mà. Thế à? Thế xong là bây giờ bà ấy sao, ông hàng xóm ở hay là vẫn ở nhà mình? Vẫn ở nhà tôi, nhưng mà tôi từ hồi giờ tôi không tỉ thẳng, không lên được nữa. Còn mọi khi vẫn bình thường. Thế bây giờ là bà ấy còn cặp với ông hàng xóm không? Bây giờ thì thôi, bây giờ cho ăn keo trái ám lên. Thế à? Cho theo cũng không theo nữa? Tôi bắt được, tôi băm tất, băm cả hai người. Ông băm thì ông đi tù chứ làm thiết sao? Thiết gì nữa đâu. Thiết gì, không thiết gì thì cho luôn bà ấy sang đấy ở. Chứ giữ ở nhà làm gì? Giữ đâu, tôi bảo bà ấy đi, bà ấy trả đi. Thế công có dùng thì tôi đưa ra mới thật đấy.
Trông tôi còn ngon đấy nhưng mà chỉ chán lắm, người ấy chán lắm. Rồi, tôi nghe giọng bác như kiểu người hay uống rượu ấy, giọng cứ là nhè không, là không nhè. Không bao giờ tôi uống rượu ạ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem là một năm nay tại sao cái cần câu của bác nó liệt hẳn nhá. Vâng. 67 tuổi ạ. Vâng, 67 tuổi. Vâng, xin chào bác ạ. Vâng. Vâng. Anh có nói là anh có sức khỏe rất là tốt ạ. Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm là ví dụ anh có một cái mắc cái bệnh mãn tính gì không ạ? Có tiểu báo đường. Báo cáo với bà là tôi không mắc một cái bệnh gì cả. Thế à? Vẫn bình thường. Vâng. Người vẫn bình thường đấy bà. Vâng, tức là hàng ngày anh không phải uống một cái thuốc gì đúng không ạ? Tôi từ bé giờ tôi chả về viện cha gì cả, chả uống thuốc men gì cả. Mà tự nhiên mỗi cái cảnh câu là nó một năm nay nó không đòi hỏi gì cả. Vâng ạ, vâng. Không phải là không đòi hỏi mà tức là nó liệt hoàn toàn hả anh? Tức là nó không bao giờ nó cương cứng được và nó cũng không có nhu cầu về quan hệ tình dục đúng không anh? Nó không có nhu cầu về quan hệ tình dục thôi. Chứ nhưng mà đi ra ngoài, nói thật với bà này, đi ra ngoài mà nhìn thấy mà cô nào mà gắn quần trắng trắng là thích nhưng về nhà là không thích nữa. Vâng. Xin lỗi là anh đã từng thử với ai chưa ạ? Ngoài vợ anh. Tôi thật với bác là tôi không xử với ai cả, thử gì. Tại vì còn bình thường buổi sáng thì ví dụ anh thấy nó có cương cứng không hay là anh không hề lên được một chút nào ạ? À? Bình thường về buổi sáng ấy thì không thấy đâu. À thế ạ, vâng. Vâng. Tại vì nó có hai khả năng đúng, đúng là như anh nghĩ ạ. Có những trường hợp là người ta có thể bị suy giảm cái chức năng tình dục do sau một cái stress rất là nặng. Đối với anh thì cái việc vợ anh ngoại tình và khi mà mình bắt được, tôi cho rằng là cho dù đàn ông ở bất kỳ lứa tuổi nào thì đấy là một cái sang chấn rất là lớn ạ. Một cái sự xúc phạm đối với người ta và làm cho người ta sẽ suy giảm tất cả mọi thứ, trong đấy có cả ham muốn tình dục là có ạ. Chỉ cần nghĩ đến cái điều mà vợ mình đi ngoại tình với người khác là người ta đã không làm được một cái việc gì rồi. Bởi vì đấy là một cái nỗi ám ảnh rất là lớn. Và đây lại là ông hàng xóm nữa, tức là cái người rất là gần với anh. Chính vì thế có thể hàng ngày anh nhìn thấy cứ như là mình gọi là sát muối vào ấy ạ. Hàng ngày mình vẫn nhìn thấy. Nếu đúng nó xa, thật là xa, nó ở tận đâu ấy mình không nhìn thấy, mắt mình không nhìn thấy thì tim mình đỡ đau. Đằng này là ngày nào mình cũng nhìn thấy như thế và... Ngay cạnh nhà. Vâng ạ, cái nỗi đau đấy nó thực sự là tổn thương anh rất là nhiều. Tôi hy vọng nếu nó là vấn đề tâm lý thì còn có thể có cơ hội khắc phục. Cho dù là một năm thì nó chưa phải là thời gian, nó không, thời gian nó không phải là ngắn nhưng nó cũng không phải là dài lắm. Thì nếu như nó là vấn đề về tâm lý thì hy vọng là anh có thể sẽ tạm tạm quên dần đi. Cái thời gian sẽ là cái phương thức tốt nhất. Nhưng bên cạnh đấy thì anh có thể là bị bệnh về nam khoa, tức là những cái bệnh về rối loạn cương dương, thậm chí là liệt dương. Thực sự đấy là bệnh lý chứ không phải là do cái sang chấn về mặt tâm lý kia. Thì anh có nói là anh đi khám ở Bạch Mai rồi khám ở Đại học Y thì anh có khám về nam khoa không? Hay là anh chỉ khám những cái bệnh khác thôi ạ? Chủ yếu là tôi đi khám cái đây, chủ yếu là tôi đi khám cái đấy, tôi hỏi các bác sĩ cẩn thận bảo không có bệnh gì cả, cái này là bác thế nào chứ? À thế ạ, vâng. Vâng. Nếu mà anh đã đến khoa nam học của Bệnh viện Việt Đức chưa? À chưa, à, thế chưa. Vâng ạ, đúng rồi. Tại vì tôi nghĩ là anh cũng rất là có ý thức về sức khỏe của mình mà lại cũng gần nữa. Cho nên là anh đã đến Bạch Mai rồi, đến cả Bệnh viện Đại học Y rồi đúng không? Những cái bệnh viện đấy nó cũng khá là tốt và nó là chuyên khoa đầu ngành của lĩnh vực nam học. Thôi còn một chỗ nữa anh thử đi xem, hy vọng là có gặp thầy gặp thuốc không? Anh thử đến khoa nam học của Bệnh viện Việt Đức xem anh nhé. Vâng. Hoặc là 108 cũng được ạ. Đấy, vâng, thì vâng. Mấy cái bệnh viện đấy họ có những cái chuyên khoa sâu và người ta cũng đã có cái kinh nghiệm trong cái khoa nam học rất là lâu rồi ạ. Thì hy vọng vâng. là người ta có thể tìm kiếm được cái nguyên nhân cho anh không? Bởi vì là nó phải tìm được nguyên nhân thì người ta mới điều trị cho anh được nhá. Vâng, còn vâng. Tôi thì tôi vẫn muốn là anh cũng xem xét lại về cái sang chấn về mặt tâm lý ạ. Cho dù như thế vâng. nào đi chăng nữa thì hiện nay anh chị vẫn sống chung với nhau, mình vẫn ăn cùng mâm, vẫn phải ngủ cùng giường, vẫn phải tiếp xúc với nhau và cố gắng cái gì nó, nếu như mà nó có thể quên đi được hay nó có thể bỏ qua được thì anh cố gắng đừng để nó ảnh hưởng rất nhiều. Bởi vì không phải chỉ lĩnh vực nam khoa đâu ạ, nếu cái đấy nó cứ âm ỉ ở trong người mình, nó gọi là bệnh
bệnh về tâm ấy ạ, bệnh đấy thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tim mạch, đến huyết áp, đến những cái bệnh liên quan tới rối loạn chuyển hóa nữa. Thì lúc đấy tôi nghĩ là sức khỏe của anh sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, chứ không phải riêng về vấn đề nam khoa anh nhé. Vâng. Rồi bác đã nghe rõ. Có cái điều gì chữa được không ạ? Bây giờ bác cứ phải đi khám, đến bệnh viện người ta sẽ làm cái xét nghiệm tổng thể để xem là từ nguồn gốc của bệnh tật thì mới tìm ra cái thuốc gì phù hợp với bác nhá. Xin chào bác, cảm ơn chị Hoàng Thúy Hải. Quý vị khán thính giả thân mến, chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong các chương trình sau.